Đây, trái bưởi năm rồi là hôm nay bự như vậy rồi nè nha các bạn. Hôm nay là Vũ định là cắt vô nè, tại vì tuần này mưa gió quá trời luôn, đáng lẽ là phải hái trước khi trời mưa đúng không, thì bưởi nó mới ngon, nhưng mà bây giờ lỡ rồi thì bây giờ trễ một hai ngày mưa quá trời mưa, thì bây giờ tuần này sẽ mưa nữa, cho nên giờ là Vũ định cắt nó hơi nó vàng rồi nè. Vũ nghĩ là chắc ăn được rồi, bây giờ tại đến chờ Tết nhưng mà bộ cả tháng nữa mới Tết, bộ không kịp rồi, cho nên thôi hái vô đại đi ha, cũng nôn quá rồi. Thank you.